Mình thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, cái tư duy với cách sống thì là do thầy dạy. Lúc đấy thì mình cũng đang khó khăn, đang trốn lợ. À đây, vợ chồng Hùng viết này. Thầy, một nam một nữ luôn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, mình đã về đến quê Yên Bái. Đấy, ở Văn Yên, Yên Bái mọi người biết là ngôi chùa Đại An. Ngôi chùa Đại An thì ở mặt đường chính ra, rộng từ đằng kia. Ra đây tí được kìa, nắng quá mọi người. Nắng ra đây tí được kìa. Thì các mọi người đi lễ ở trên đền ông Bảy thì đi ra nút giao kìa. Nút giao đằng trước mặt là cái nút giao của huyện Văn Yên. Đấy, nút giao bên cạnh đấy. Thì mình sẽ dẫn các bạn vào một vòng đi. Chùa Đại An Văn Yên. Đấy là nơi mà thầy chùa là thầy là thứ hai mà mình là cậu út đấy. Thì chắc là bây giờ là thầy cũng xây dựng rất là đẹp rồi, bây giờ review. Ngày xưa là thầy về trên này, chưa thầy xuất gia ở dưới Nam Định. Nhưng mà khi thầy về Yên Bái thì thầy nhận trụ trì chùa Lam Cường Yên Bái, thì bây giờ thầy vẫn đang trụ trì. Và khi ngày xưa đây chỉ là ruộng thôi. Bắt đầu ở đây có cái di tích là có cái đền. Đây là có di tích từ ngày xưa là có đền. Còn khu này toàn bộ là ngày xưa là ruộng. Bắt đầu là thầy bắt đầu là về, bắt đầu là xin tỉnh để được xây chùa ở đây. Đầu tiên là có cái nhà sàn kia đấy. Sau lúc thầy xây chùa thì lúc mình cũng cả mọi người cũng biết, thì lúc đấy thì mình cũng đang khó khăn, đang trốn lợ. Bao nhiêu năm nay không mấy khi review đâu, không bao giờ không mấy khi review, bởi vì là nhà thì cái lúc mà mình chưa thành đạt, mình cũng chưa làm được cái gì cho đời, và mình cũng chưa có kinh tế, mình cũng chưa lo cho gia đình, thì mình cũng không dám nhận mình là em của thầy chùa. Thầy là thứ hai, nhà mình có 4 người, thầy là thứ hai, mình là cậu út. Ngày xưa mình chơi bời quá, mình cũng chưa làm ra kinh tế, mình cũng không dám về gặp thầy, cũng không dám nhận thầy chùa là ruột thịt của nhà của gia đình. Đấy, bây giờ thì thầy cũng bao nhiêu tâm huyết thầy mang Phật giáo về trên này, thầy đã xây được ngôi chùa rất là đẹp. Đại gia đình họ hàng nhà mình rất là tự hào về thầy, cũng rất là tuyệt vời. Đấy, mình về hôm nay là mình về mình xem cái khu cảnh quan của thầy. Thầy mới làm rất là đẹp rồi. Đấy, rộng lắm. Đấy, chùa Đại An trên Văn Yên Bái. Thầy làm cái núi thì đẹp thật đấy. Thầy làm cái núi thì đẹp thật. Mình cũng phải làm một cái núi như này. Mình phải làm một cái núi như này trên khu nghỉ dưỡng của mình. Ở chùa này còn phải xây dựng rất là nhiều. Mình thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, cái tư duy với cách sống thì là do thầy dạy. Thầy dạy mình đạo đức, thầy dạy mình thay đổi. Đấy, khu này rất là đẹp luôn. Mình cho mọi người đi một ngó quanh. Ở đây còn rất là sở xây dựng rất là nhiều. Thầy thì chủ trì chùa Đại An và chùa Đại An Văn Yên và chùa Lam Cường Yên Bái. Chùa Lam Cường ở bên dưới thì đang xây dựng. Đấy là ngày xưa. Rộng lắm. Đây ngày trước đầu tiên chỉ có một ngôi, ngày xưa là mẹ ở, thì ngày xưa với thầy thì chỉ có một cái ngôi nhà sàn để mua mấy chục triệu xong là làm thôi, xong là xây dựng dần dần nên thầy giỏi nhá. Thì xem trên điện thoại thôi. Xuống đây để ăn. Đây, mình ngắm. Bánh ăn được à cụ? Ăn được. Cũng như thế cụ. Người ta bán bây giờ là mẹ, bây giờ bố Huấn thì mất rồi. Bố mất rồi. Thì bây giờ còn mẹ thì ở
mẹ thì ở lúc ở dưới nhà mình đang xây, Huấn thì đang xây nhà thờ tổ, thì lúc mẹ ở dưới nhà dưới của nhà mình. Lý do là mình không xây nhà cho mẹ để báo hiếu, bởi vì mẹ mình có tuổi rồi, cái nhà bây giờ nhà mình đang ở, mẹ đang ở này cũng 4-5 tầng rồi, nên đâm ra là mình chọn cách là mình xây nhà thờ, để ở nhà thờ để lấy chỗ để cho để bố mình ngày xưa chưa mất, để bố tâm huyết của bố là muốn xây nhà thờ. À, mẹ cũng vậy, thì bây giờ lăng mộ các cụ thì Huấn cũng 100% là tiền của mình làm ăn được, mình cũng đã làm cho các cụ, và bây giờ đang làm nhà thờ cho các cụ ở dưới quê. Thì mẹ đang ở dưới quê, còn chính thì mẹ ở cùng các bác Phật tử ở trên chùa này, mới ở cùng thầy. Đấy, chùa ấy rất là đẹp, mình thích lắm. Mình cũng chuẩn bị ở trên, mình cũng đang làm một khu nghỉ dưỡng, thì mình cũng thầy mới mình trước là thầy cũng mua cây bưởi này, mình cũng mua theo thầy bưởi Đoan Hùng. Mình sẽ phải làm một khu như này ở trên khu nghỉ dưỡng của mình đấy, cái lục rác mình cũng bắt chiếc thầy, mình cũng có một hai cái lục rác như này, cũng có vườn bưởi như này, cũng có tiểu cảnh hết như này rồi, nhưng mà đẹp của thầy chưa tâm huyết đấy, cái lục rác này của thầy này đẹp hơn lục rác ở trên kia, mình làm mất mấy trăm triệu mà lục rác này ở đây thì kiểu các bác Phật tử các bác ấy làm hỗ trợ nên là làm cái này hết cũng được, chưa có mấy chục triệu. Mình mà làm cái này ở trên Hòa Bình thì mất 200-300. Thế mà ở đây là lấy cái lúc cũ. Chùa này thầy còn xây dựng được nhiều lắm. Tí nữa mình sẽ quay một cái toàn cảnh ở trên cao cho mọi người ngắm. Đấy. Đây. Chào cháu nha. Khang nào mà con hứa về với các cụ và con chưa về, hôm kia hứa về không về là Khang là bảo giật đêm qua lại giật, thế con lại phải chấp tay xin các cụ đấy. Tại hôm kia đây mọi người đây này, giống mọi người thấy thầy với mình là giống nhau. Ngày xưa lúc mà thằng nghèo khổ quá, mình còn tam mau mình chơi bời quá, có dám về gặp thầy đâu. Thế bây giờ phải thành công rồi, phải làm tới kinh tế rồi mới tự tin về, mới dám nhận thầy là ruột thịt. Thế còn ngày xưa không dám nhận, bởi vì xấu hổ. Bởi vì xấu hổ sợ ngoài xã hội người ta lại nghĩ là thầy chùa xuất gia mẹ có một cậu em giai phá gia chi tử, rồi thế nọ thế kia không dám về, không dám nhận. Bây giờ là đủ tự tin rồi. Bà nội là hiền lành đó, cả làng cả xóm cả khu vực đấy ai cũng hiền lành, được hưởng phúc từ mẹ sống tốt. Ai ngày xưa là nhà bốn người thì mình là út, mình được chiều hơn, tức là cả gia đình là bốn thầy trò là nấu cơm, là từ nhỏ là ăn cơm trộn với sắn, nhưng lúc nào mình cũng một cái nồi cơm là lúc nào là anh cũng là một góc cơm không đấy. Thế làm sao mới ngông? Anh với thầy là từ lúc nhỏ đến năm 18 tuổi là nền nhà là nền đất đây này, vách cũng không có tiền để chát bê tông đâu, cổng cũng không có tiền đổ bê tông đâu, đi dốc như này này, thầy nhỉ? Những ngày xưa là cả làng nghèo, khu nhà là cả làng nghèo. Đấy. Mọi người mà có các anh các chị các mọi người ở mọi nơi mà có dịp đi lễ lên đằng Lào Cai hoặc đi Sapa thì mọi người về nút giao Văn Yên để ghé thăm thầy. Số điện thoại của thầy là 0986 534 073. Đấy, từ cái ngày mà bắt đầu là vẫn chịu khó làm ăn, thay đổi cách sống, mới là làm việc thiện, không làm những việc xấu xa, rồi mình thầy dạy mình đạo đức thì mình đã có được ngày hôm nay đấy. Cảnh quan ở đây thầy còn phải xây dựng nhiều lắm. Khu này là thầy ở dưới đấy, thầy đi ở phòng đây. Khu này tít ra đằng sau nữa cơ. Bây giờ lên trên tí nữa mình sẽ quay một phần lấy cam. Lái bưởi trên đường Hòa Bình cũng dòng là cùng một chủ bán thì thầy học thầy. Nhưng mà cái này bé, cái kia nó mới to. Nhưng mà thầy, cái khu nghỉ dưỡng của con mà làm tượng như kia thì có ảnh hưởng không thầy? Nghỉ dưỡng thì chỉ làm tiểu cảnh như kia thôi thầy nhỉ? Mình chỉ làm ấy thôi, có thể được làm Úc Quan Âm chẳng hạn. Đấy, Thảo là một Thảo đến lúc vợ chồng mình chia tay, Thảo từ nhỏ là ở với thầy. Đấy, Thảo với Trà là Thà Trà thì ở
À, già thì có mấy năm? Già là mấy năm? Già già là lớn lên, già mới Thảo lớn lên mùa môi trường thầy thầy dạy đấy. Thầy vừa là vừa là thầy chùa, vừa là người mà đã có công lớn nhất là Thảo và trà là dạy dỗ thầy để dạy lúc còn khó khăn quá thì không biết làm nào biết gửi thầy. Đấy, các bác Phật tử với là bà con có đi dịp đi lễ đi qua xuống chùa Đại An để ghé thăm thầy. Đây là mọi người nhá, khu ngôi chùa này là ngày xưa là lúc thầy về nhỉ, thầy về đây xin xây dựng chùa đây thì đầu tiên thì thực đất đầu tiên là ruộng. Ở đây là có di tích bánh ngô thầy nhỉ. Đây là có di tích đền ngày xưa đây. Ở đây là có đền. Tức là ngày xưa ở đây là đã có di tích rồi nhưng mà chưa ở huyện này mới ở tỉnh. Đây ngày xưa ở đây là thánh mẫu. Ngày xưa đây là có di tích rồi. Thầy có duyên thì thầy về đây mới xin. Đây là có đền sẵn rồi. Đây, đẹp lắm. Đây là ngày xưa có di tích thì thầy có duyên thầy về thầy lại quyết tâm thầy xây dựng xin tỉnh nhà nước để được xây dựng ngôi chùa ở đây. Thầy xây đúng từ viên gạch đầu tiên luôn. Thầy quá nghĩ được luôn mà bây giờ thầy cũng đang xây dựng chùa Đại An Yên Bái nữa cũng dưới đây cũng còn dở dang rất là nhiều công trình. Đấy. Nhưng mà thầy bây giờ dù sao thì thầy cũng để làm được một ngôi chùa để đời đúng theo ý thầy gì nữa. Thầy dậy từ viên gạch đầu tiên đấy. Nghĩa là chùa này thầy phải về đây là phải đi ở nhà dân. Về đây là thầy phải ở nhà dân đấy. Xong rồi mình mới nhờ chủ trương của Đảng Nhà nước là sự ủng hộ nhất là của huyện của tỉnh thì mới cho quy hoạch cái đất này dựa trên cái di tích. Dựa trên di tích, giờ đây là có di tích sẵn, đền Đại An sẵn. Dựa trên di tích này thì nhà được chính quyền tỉnh và huyện và địa phương ủng hộ thì cũng may là ủng hộ thầy và thầy làm bây giờ đẹp như này đấy. Nói chung cũng khó khăn nhưng mà cứ mỗi ngày cố một tí. Từ đầu tiên là phải vay từ 500 một triệu mua đất đấy, đến năm ngoái mua lốt là phải vay từ 100.000 đồng đấy. Thầy thầy rồi. Thầy nghĩ được các mọi người, đây là một ngôi chùa được thầy là cất lên từ viên gạch đầu tiên đấy. Đây là cả tỉnh cả huyện Văn Yên đều biết. Trước là mình lúc thầy xây dựng thầy cũng vất vả lắm nhưng mình không có, mình chưa thể nào có điều kiện. Lúc đấy là mà gia đình cũng chỉ mong là mình thay đổi mình làm ăn đừng có phá nữa được thôi. Thế đến bây giờ thì tự tin nhận thầy rồi. Con bây giờ tự tin cũng không làm xấu hổ mặt thầy đâu. À, từ cái ngày mà mình nghe thầy xong là cứ kiểu mình khi nào mà buồn hay là làm ăn mà vướng cái gì hay là mình sống sai cái gì thầy lại tư vấn cho, thế là mình cứ sống đúng đạo đức thì về cứ làm cái gì từ cái khi mà con lên nhanh nhất là từ cái khi mà nghe thầy xây mộ cho các cụ ấy, xây mộ cho các cụ và khi đấy là tài sản của mình cũng có 1 tỷ, thế là cũng bỏ ra mấy trăm ra để làm thì cũng quyết tâm làm bằng được, cũng là tâm nguyện của bố. Thế là từ khi mà làm mộ cho các cụ xong là thầy cứ đi lên như diều gặp gió, anh cứ làm cứ lên thôi, không nghe thầy đâu. Buồn tâm trạng lại hỏi thầy, làm ăn lúc nào buồn thì lại xin chấp tay xin các cụ. Đây là trước cái sông nữa kìa. Em chụp là ngày đó là cái view sông nữa cơ. Đẹp lắm. Đấy. Cái này là có một cái công trình. Cái quy hoạch khu dân cư giá ngày xưa thầy không xin quy hoạch nốt ra đến tận sông thì có vẻ đẹp không nhỉ? Không được, tại vì đất đấy là đất của cái gì nhỉ? Của ven sông. Ven sông. Thế nên là nhà nước người ta ấy, còn mình chỉ quy hoạch được đất mà dân có sữa. Này bán hết chưa thầy? Không biết nhà nước bán hết chưa, còn chùa mình mua hết ra ngoài khu ngoài bãi. Thầy mua ra ngoài suối chưa? Tận ngoài suối à? Không, đến ngoài bãi suối chứ. Ngoài bãi suối. 15 mét. Đấy, thầy mua ra tận ngoài đấy, thầy còn phải xây dựng nhiều lắm. Xây dựng nhiều. Bây giờ thầy có hay là thầy có làm cái ao? Có, đang định làm cái hồ Quan Âm trước nhà sàn kia kìa. Đó. Cái nhà sàn đằng trước nhà sàn hết cái khu đấy là khu hồ Quan Âm, vừa là cảnh quan. Cảnh quan chưa có điều kiện nào. Sẽ làm cái đây này cái này.
đây thì đây mình nhìn cái cảnh quan từ đây này. Thế là cái hồ nó sẽ ở trước nhà sàn, nó kéo ra đến cái tròi kia kìa. Khu đấy là khu cảnh quan đá tạo này, đã coi như chùa mới được một vế đằng này thôi. Còn từ đằng trước này, đằng ra đằng này nó chưa làm được gì. Chưa làm, đẹp khu này thôi, còn nhiều thứ phải xây dựng lắm. Đây chùa gì Yên Bái thầy cũng đang xây dựng. Mình thầy gánh vác rồi, nói chung là mọi người phải về Yên Bái, có dịp vào ghé thăm, nói chuyện với thầy, tâm sự với thầy thì mới hiểu được. Còn có những chuyện đấy. À đây, vợ chồng Hùng Tuyết đi. Thầy, một nam một nữ luôn. Vợ chồng Hùng Tuyết và xin số của thầy trong là xin số của thầy, ông là thầy 15 năm để con thầy, thầy dạy là xin các cụ mới là đi lễ đi đi ấy thôi, mình sống đúng tâm đấy, thì là Hùng Tuyết xin con được một đôi Dũng một nam Dũng hai gái Hùng Tuyết thì một cháu trai và cháu gái. Thế là Dũng xin đôi Hùng Tuyết đây. Hùng Tuyết là thầy Tuyết hay hỏi thầy đi lễ có Tuyết là thế hỏi thầy, xong rồi bây giờ một trai lai mà đứng rồi đây, bây giờ là mọi người bây giờ đi vào thắp hương, quên cứ nói chuyện. Mỗi khi nào mình về mình sẽ nhờ thầy là mua hoa quả. Mình thì nhà mình ở dưới nhà cũng thờ ông bà tổ tiên với các cụ. Ở trên chùa thì cũng có một ban thờ của bố của mình, của Huấn và thầy ở trong góc đằng sau.